Tiếp nào. Chữ gì đây? Ok, cả lớp mình đọc cho cô chữ này nào. Câu đi. Nào, cả lớp mình đọc nào. Mở bích ra đọc cho cô. Trong đi. Chúa Thiêm. Trời, các con biết chưa? Chào gì nhỉ? Chào sáng, chào sáng. Đảo sang Chào. đảo Lưỡi mình đặt ở đâu đấy con? Chào, chào, không phải chào mà là chào, chào sáng, chào sáng. sang Chào. đảo Chào. đảo Chào. đảo Dạ. Đập cái lưỡi mình vào răng trên nhá. Chào sáng. đảo sang Được rồi, tiếp chữ gì đây? xin chi Chữ nhiều gì đây? lần Tiếp là gì? Cô chỉ chữa về nội dung cho thì tất cả các bạn tự chữa nhá. Trong đỡ cô chữa cho từng bài là chỉ chữa về lỗi chính tả thôi. Tiếp nào, xa gì đây? Buổi chiều là xa gì? Xa ủ. Tiếp. Chỗ này Hương gia điền là gì sang? xin Nữ sinh thì đúng rồi, Giang điền gì đây Giang? thu sông không Gì hiểu à? là thu sông Thu sân đúng không? Thu sân, chỗ này là thu sân chứ. Thu sân là gì? Thu sân là gì nhỉ? Uyên. Ủa chạy 2003 年出生，tôi sinh ra đúng không? Sinh ra. Đó. Tôi sinh vào năm 2008. Ủa chạy 2003 年出生. Thần nhậu. Nào tiếp nào. Nghỉ Trang ơi Trang, tập trung vào. Thôi được rồi, cô cảm ơn Uyên nhé. Trang đọc bài này cho cô nào. Trang mở mic đọc cho cô nào. Đọc cho cô nào. Nghỉ gì? nghỉ không sao mà nghỉ sợ Nǐ jiào shénme míngzì? nghỉ cha sớm mình sợ Cả lớp mình đọc là nǐ jiào shénme míngzì? nghỉ cha sớm mà mình sợ Tiếp là Trang đọc nào. Trang. Hương Giang đọc cho cô nào. Có dấu hỏi đây, cả lớp mình đọc nào. Trang mở mic ra. Nghĩ tôi sơ sơ chỉ nghe chỉ Nghĩ họ tạo sơ đô thủ sơ chỉ月几号? Ok, tiếp nào. Phương Anh đọc cho cô nào. Phương Anh. nghĩ xem sự mà con đọc Tiếp. tiếp luôn Con đọc tiếp ạ. đi.
Xiên trai chí tiểu ngơ. Ừ, đúng rồi, chữ hai chữ này mình ghi bi liền hơn nhé. À, chữ này đây, cái bóc này mình đặt sang đây này để cho nó có sự kết nối nhé. Xiên trai chí tiền là đúng rồi, về phần này thì Uyên làm tốt rồi. Nào tiếp nhá. Uyên đọc cho cô nào. Dạ. Cô nghe gì không cô? Có, con đọc đi. Hôm nay cô là giáo sàng. Gì nhỉ? Nét nào mà dài thì phải viết dài ra nhá. Như chữ này là không đọc được. Mình có nhớ chữ sa ngủ không? Cả lớp mình ơi. Không. Có Sa ngủ gì đây? sang ủ sử tiện Tiếp nào. trong ủ sử ar tiện Đúng lính rồi. ủ phân. Sao trung ngủ sứ ai tiền lính ủ phân. Ôi trời ơi, sao cái chữ viết nó cứ lạ quá. Ngắn dài nó không đúng tỷ lệ hay chút nào ấy nhá. Ngắn tỷ lệ đúng nhá. Chữ này nó phải che hết cái chữ phân ở dưới chứ, đúng không? Thì nó mới ra chữ, không thì chữ này ai đọc được. Xa này, xa thì chỗ này là như này mà. Ok. Trang đọc cho cô nào. Thì đây, Trang mở mic đọc nào Trang. Là sư sư tiên o sư ủ phân Chữ này đọc là gì? Chữ này đọc là gì? xin Thanh ba đọc là gì? chị Ừ, thì đọc lại. sứ tiền o sứ ủ phân Sư tiện. sư tiền Xạ ủ. Nhớ chữ này chứ? Chữ này là gì? cho nên gọi là con Nó là để chữ con gì? quên nè. Trang về ôn bài nhé Trang. Một Dạ học giỏi thì là ngày nào cũng sống trong môi trường của tiếng Trung Quốc thì sẽ nhanh giỏi. Đấy là cách duy Dạ nhất nhá. Còn nếu mà không sống trong thế giới của nó ấy, thì khó. Bất kỳ học môn gì cũng vậy thôi nhá. Mình suy nghĩ về về cái việc đấy thì mình mới giỏi được và mình sẽ giỏi xuất chúng. Còn nếu không thì mình không giỏi được cái gì đâu. Nha. Nào, cô mời Phương Anh nào. Đã đọc vâng tiếp cho là câu này. chào sang liêu tiện y cửa Ý cửa. y cửa Chỗ này viết làm sao mà đến cái chấm này này thì nó không qua chỗ này nhá. Thì đây, cái này nó quá nhiều nhá, nên là phải viết lại thôi. Mình viết làm sao cho nó thẳng ra. Uyên nhá. Ủ chỗ này dài ra này. Tiếp là Phương Anh đọc tiếp cho cô nào. sa ủ y y tiện tam Ba này cũng bé bé lại thôi. Uyên này, gì mà chữ nó chạy đi gọi là cách xa nhau thế hả?
Chia tay à? Ok, Hương Giang đọc cho cô câu 6 nào. Quảng sau 10 điểm gian Quản sang 10 điện gian cửa. Đúng rồi, chữ quản này cũng sợ quá đây. Uyên biết xấu quá à, không biết làm thế nào để cho giỏi được đây, viết chữ đẹp được đây nhỉ. chắc là phải kiểu là mua cái quyển luyện chữ kiểu xem là đúng nét hơn thì cô. Ừ đúng rồi, thế con bảo mẹ mua cho nhá. Vâng. Nếu mà học với cô ấy thì cô có những cái phiếu như này để luyện nét này. Cô có phiếu như này để luyện nét này. Các con nhìn thấy không? Đó. Nhìn thấy không? Các nét. Mình có thể mua các bộ thủ về mới đầu ấy. Mới đầu là mình bắt đầu từ đây nhá. Mình luyện nét này viết cho đúng. Đó. Rồi. Đấy. Về nội dung thì không bị sai tẹo nào nhưng mà về chữ viết thôi. Chữ nào có cái này đây? Là mình chữa đi cả lớp ơi. Có chữ gì nhỉ? Ai đọc cho cô nào? Bạn không làm được thì chúng mình làm nào. Chiều. Bộ này này. Số 1 đi. Có bộ Chiều. xiên thì không có xiên như này mà. Đâu có bộ bộ tịch À, đâu, đây là bộ chữ đấy sân là xe. miếng Đúng rồi. miếng Miếng. Sư này đúng rồi này, còn chữ này, có bộ dương này là chữ gì? thảo. Đúng rồi, thạ. Đấy, như là Hương Giang bạn ý thích xong rồi bạn ý sống trong môi trường này ấy, thì mình thấy là bạn ý cũng cũng khác đúng không? Tiền. Uyên cũng có nhiều cố gắng, nói chung các bạn chăm chỉ làm bài tập và đọc cả list of first như cô bảo ấy. Thì mình cũng sẽ giỏi thôi, mình cũng mưa dầm thấm lâu mình cũng sẽ giỏi. Nhưng mà mình cần kiên trì. Phân này này. À, mình viết chéo như cô cho đẹp nhá. Nên phẩy như này này, đừng phẩy như này. Phẩy bình thường thôi, như này nhá. Được không, Uyên ơi? Lính. Rồi chữ nào nhỉ? Cái chữ nào mà có bộ tâm đây cả lớp ơi? Hai. Ừ, đúng rồi, chữ khoai đúng không? Đó. Chữ gì đây? Tiếp theo là chữ gì đây? Chu. Trụ. Mình đọc là trụ. Thanh mô 4 nhá. Trụ thì thành thanh 1 đúng không? Mình đọc là trụ. Cả lớp đọc trụ. Chu, chu. Cả lớp mình có làm đúng không? Đó. Trang làm có đúng không? Trang. Dạ. Trang làm đúng không? Mẹ có ạ. Thế tốt rồi. Đó, mấy cái chữ này. Lý khảo, chai chen, chai chen. Lý treo sờn ba miếng chữ. Ủa treo chảo miếng đúng không? Cái này, chảo sang hảo thì cũng chảo sang hảo. Xong rồi, lý treo sờn ba miếng chữ. Ủa treo chảo miếng. Hình như mình làm quá so với nội dung mình học à? Nỉ treo sấn ma miếng chữ. Đó, mình sửa luôn nhá. Tên của bạn là gì đúng không? Nỉ treo sấn ma miếng chữ. Cả lớp mình đọc nào. Nghỉ cho sớm mà mến chứ. Nghỉ cho sớm mà mến chứ. Đó, của treo Xiao Yue. Xong rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Đây là chữ của ai đây? À, Hương Giang. Cô chữa qua về chữ viết thôi nha. Đấy, nhìn Hương Giang viết chữ cảm giác là đỡ trẻ con đúng không? Nhưng mà sao ngủ này Hương Giang chú ý là viết nét ở dưới nó dài hơn nét ở trên nhá. Rồi. Ừ, con mà con thử viết đi, con cảm giác về chữ con khác hẳn luôn đấy. Nha, mình chú ý. Tất cả các bạn nha, mình chú ý.
Mình nét ngắn dài là tuân thủ nha. Hình như cô chưa giao đến bài này đúng không? Đây là của Thu Uyên, vừa vừa chữa xong rồi. Đây là của Hà Linh. Khai lựa Thiên. Hà Linh viết bộ chữ Thiên này. Nét mắt của con cần luyện thêm này nhá. Vâng ạ. Viết cao lên, viết cao cái chân lên cho nó cân đối Vâng nhá, không thì nó cứ ngắn chuột chũn ra ấy. ạ. Ừ. Cái nét mác này viết dày ra là chữ nó sẽ đẹp này. Ta gì? Ta Yue đúng không? Tháng lớn ấy. Vâng. Cha mà con, cha ghi như nào? Sửa lại chữ này nhé, là có bộ dương này. Xong rồi có bộ công nhé, là cha. 5:09, xin dạy oán sang 3:00. Được rồi. Chữ của Linh cũng khá là đẹp. Tức là nhìn trông cũng nhìn trông cũng khá là dễ nhìn. Nhớ chấm câu nhá. Hà Linh nhá, chấm như này. Cô có ăn từ bài tập của tôi 1 đến 7 à? Linh làm hết rồi à? Linh làm trước đúng không? Đây là Đây. bài cũ. Bài cũ à? Dạ hình như mẹ em gửi nhầm cô. Cô Thế ơi hả? mẹ em gửi nhầm. Vâng, em có làm cô ơi. Thế hả? Ừ thôi được rồi. Thế gửi cô để cô ấy nhá. Rồi thôi mình vào bài đi. Của Trang nữa thì Trang gửi cho cô bổ sung nhá. Không, hôm nay cô tính là Trang chưa làm bài tập đấy. Có ba Vâng buổi là tự tự nghỉ ở đây đấy. Hôm trước mình mới làm bài từ mới thôi mà. Mình tập nói Hoáng xẻo húng. Nếu mà gặp một bạn là Hoáng xẻo húng thì mình sẽ giới thiệu như thế nào đây? Ủa xin Hoáng, ủa treo Hoáng xẻo húng. Nhá, tôi họ Vương, tôi tên là Vương Tiểu Hồng. Ủa mà ít xỉ tú bà. Ủa xin Hoáng, ủa treo Hoáng xẻo húng. của sinh quán của treo quán Quán xẻo của hú treo quán xẻo quán hú. treo Trang nào, còn chưa thấy giọng Trang này. Trang ơi, dạ. đọc bài. Ủa xin Hoáng, ủa treo Hoáng xẻo húng. Chữ này là chữ xin. Trang chưa nhớ viết chữ xin vào giúp câu nào. Xin. Xin là họ. Cả lớp mình quên thì ghi vào. Ủa xin Hoáng. Chữ này là Hoáng, hôm trước học rồi. Từ mới là Vương đúng không? Viết vào nào Trang ơi. Chú ý vào nha, cô đau họng lắm. Đừng để cô gọi nhiều. Ghi từ mới vào và nhớ ôn bài. Ủa xin Hoáng, ủa treo Hoáng xẻo húng.
Được chưa nào? Nào, mình chép bài xong chưa? Rồi ạ. Nào, thế Trang đọc lại cho cô nào. Hòa sinh hoáng của nào quáng sinh hóng Xiao Hong. xào hóng. Ủa xin Wang, ủa chào Wang Xiao Hong. Hòa sinh hoáng hòa xào quảng sao cũng Chào. Đọc chào lại là chào. chào Rồi. Ok, Uyên đọc cho cô nào. Các bạn đọc thì cha cũng ngồi đọc theo nhá, cha không ngồi chơi đâu nhá. Để nhớ bài đi. cô là quá xinh quán quán chào quán Xiao Hong. Xiao Hong, Ta lại一下. quá xinh quán quá chào quán Xiao Hong Hoàng quán Hùng. Hùng Ta lại一下. quá xinh quán quá chào quán Xiao Hong Quán à? Con đọc là quán à? Quán với quán nó khác nhau nhé. quán Tôi xin Quán, tôi chào Quán Xiao Hùng. Wǒ xìng Wǎng, wǒ xiào Wǎng, xiào Hong, Xiao Hùng. xiào Hong. Rồi. Nào, mình tiếp tục nhé. Chữ này là chữ gì đây cả lớp? Liễn, liễn, Gì đây? liễn, liễn, liễn. Thế mình sẽ nói như nào? Tôi họ Lý, tôi tên là Lý. Lý Niên Niên thì nói như nào? Hà Linh nào? Ủa xin trước nào, ủa xin Lý, ủa chào Lý Niên Niên. Cả lớp mình ghi vào trong vở nhá. Đây là vở ngữ pháp, trong phần ngữ pháp. Nào cả lớp mình đọc này. Ủa xin lỉ, ủa chào lỉ, nén nén. Của sinh lý Sinh của trao lý của lỉ treo niên lỉ niên nén. Đây là trang bao nhiêu ạ các bạn? 34 ạ. Đó, mình ghi vào trong vở nhá. Có vở viết rồi đúng không? Thì mình tự ghi vào. Hà Linh làm rồi, Hương Giang làm cho cô hai này nào. Hương Giang. Của siêu hoàng của treo hoàng phong Ủa chào Hoàng Phong. của treo hoàng phong Nào cả lớp mình đọc nào. Ủa xin Hoàng. Ủa chào Hoàng Phong. của xin xin quán hoàng của treo treo quán phang vâng trong mở mic đọc. Hòa sinh hoáng hòa trao hoáng Quảng Phang. pha Chữ lỉ để cô viết thứ tự các nét chữ lỉ nhá. Chép vào vở nha các bạn ơi. Ngữ pháp thì là mình phải ghi vào vở thôi.
Phang nhé. Phương Phương đấy, Hoàng Phang là Vương Phương. Các bạn chép xong chưa? Trang chép xong chưa hả Trang? Để mình Con đi chết tiếp. xong rồi ạ. Ừ, Trang chép xong là cả lớp xếp xong rồi nhỉ? Nào, mà ta lì. Cả lớp mình đọc theo cô nào. Mà ta lì. Mà Ta ly. rồi, cô mời Phương Anh nào. Quả sinh mở, quả trong mở ta ly. Đúng rồi. Ủa xin mà. Ủa cho mà ta lì. Nào cả lớp nào. Quả sinh mở, Quả quả sinh cho mà. Quả mở ta sinh ly. mà. Quả cho Ta mở lì. cao lên. Rồi. Lín ta miếng. Câu này đến ai làm nhỉ? Giang làm rồi, Linh làm rồi, Phương Anh làm rồi, đến Uyên nào. Lín ta lì. À, lín ta miếng. Lính ta mỉ lính Lín ta miếng. lính ta mỉ Nào, nói cả câu. Của xin lính Ủa xin lín. của xin lính của chào lính ta mình Ừ, phê trắng hả? Cả lớp mình đọc nào. của xin lính Của của xin cha lính ta mình của chào sao lính ta ta mình Trang đọc chưa? Trang đọc nào. của ta Cái gì? của sinh của sao lý Lín ta miếng. lính ta Thế mình chép vào vở nhá. Thế là lớp mình làm xong phần ngữ pháp rồi đây.
Và ai viết nhanh xong trước cô không? May quá chưa ai viết xong nhanh trước cô. Được chưa? Mình chết xong chưa nào? Dạ, em chọn rồi ạ. Cho cô nhé. Cô xe sao? ]什么名字? Lại nhé. ]你好, 我姓马, 我叫马小明, 你叫什么名字? Ủa bạn y chỉ tú bà. Mình nghe được gì Nhìn không? hảo. Cho cô một chút, cô chỉnh loa nhé. Hình như loa bị nhỏ ấy. Đấy, nghe rõ hơn không? Nǐ hǎo, wǒ xìng Mã, wǒ jiào Mã Xiǎomíng. Nǐ jiào shénme míngzi? Tất cả mở mic ra đọc nào. Ni Ni hao, hao, wo chào xin xin ma, wo wo chào chào ma, ma xiao chào ming, ni chào ni chào shen ma ming zi, ming zi. Xin, wo xin ma. Wo xin ma, Wo chào ma xiao ming. Wo chào Wo ma xiao ming. Ni chào shen ma ming zi. Nǐ Nǐ jiào jiào shénme míngzì? ]你好, 我姓王, 我叫王天星, 再见. 你好, 你好，我姓王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 ，我
星，我我叫叫杨杨金金星，星。再见。再再见。见。Hoàng Thiên Sinh nghĩa là vương thiên tinh à, chính là ngôi sao đúng không? Ngôi sao họ vương à.
Ok. Nào, bây giờ cô mời hai bạn đọc nhá. Cô mời Phương Anh với Trang nào. Phương Anh hỏi Trang nhá. À, là sao ạ? Là con đọc cái câu ở trên đúng không ạ? Ờ đúng rồi, Ní Hảo. Ni hao, wo xing ma, wo jiao ma xiao ming, ni jiao shenme ming zi? Trang làm gì đấy con? Trang không mở tất tắt tất cả các cái gì ở trên trình duyệt của con nhá. Tập trung vào học. Ni hao, wo xing wang, wo jiao wang, xin xin trai tiền. Ừ, đúng rồi. Uyên hỏi Giang trả lời nào. Ni hao, wo xing ma. Wo jiao ma xiao ming. Ni jiao shenme ming zi? Wo xing ma. Wo xing ma. Wo xing ma. Wo xing ma. Tiếp nào. Wo jiao ma. Wo jiao ma xiao ming. Wo jiao ma xiao ming. Ừ. Tiếp nào.你叫什么名字？你好，我姓王，我叫王天星，再见。Ừ, rồi. Hà Linh hỏi lại Trang trả lời... À không. Trang Trang chào Linh nào. Trang đọc phần trên ý hảo, Hà Linh đọc phần dưới nào. Trang đọc lại. Ni hao, wo xing ma, wo jiao ma xiao ming. Ni jiao shenme ming zi? Ni hao, wo xing Wang, wo jiao Wang Tianxin. Wang Tianxin, zai jian. Zai jian. Zai Mình có nhớ chữ mã và xiao đều là thanh ba nên mình sẽ đọc thành má xiao nhá. Wo jiao má xiao ming. Trang đọc lại nào. Wo jiao má xiao ming. xiao ming. Ừ, đúng rồi. Thế bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về tên của mình nhá. Các bạn đều biết đọc tên của mình rồi đúng không? Thì mình sẽ nói là tôi họ gì này, tôi tên là gì. Ví dụ như cô nhá, thì cô sẽ nói là gì? Tại sao hào, ủa xin Doãn, ủa chào Doãn khủng rúng. Nỉ chào sớm mai miếng chứ. Được không? Nào, Cô bây ơi, giờ. con không biết họ của con đọc như thế nào. Bùi à? Thế con chờ nhá, để cho các bạn giới thiệu trước, xong cô nói cho con sau. Hương Giang nói giới thiệu trước nhá. Ni hao, wo xing wu, wo jiao wu xiang jiang. Ni jiao shenme ming zi? À, xin xin. Hà Linh nào. Ni hao, wo xin Ran, wo jiao Ran de Lin. Đúng rồi. Ni xin xin. Tiếp theo là Uyên. Ni hao, wo jiao Ran Xiao Ming. Ơ kìa, họ của con là gì? Nói tên của mình cơ mà. Ren, chào Ren, chào Yuan. Wo jiao chiêu Ruan chiêu Yuan. Con nói là wo xing Ruan trước chứ. Ni hao, wo xing Ruan, wo jiao Ruan chiêu Yuan. Ni hao, wo xin Ren. Wo qiao ran qiu qiu yuan. Rồi đến Trang nào. Trang nói về họ của Trang nào. Họ con họ Trần thì con đọc là gì ạ? Trấn. Hấn. Nghĩ sao? Quả sinh hấn. Trấn. Trấn. Trấn như này này.
Nào, con giới thiệu lại nào. Nghị khâu, vừa sinh lớn, vừa trao khẩn bảo trang, Trấn Bảo Trang. trấn bảo trang. Ừ, đúng rồi. Đến Phương Anh nào. Thầy thấy đọc là bấy ạ. Thấy. Thấy. Ừ. Ni hao, wo xin bấy, wo jiao bấy, fang yi. Đúng Ni rồi. jiao shi ma ming zi? Đúng rồi, rất là tốt. Đấy, vừa nãy mình làm bài này rồi. Nào bây giờ, nào, mình ghi là gì? Chào sang hảo thì trả lời là gì nào? Đọc cho cô nào. Ở sang họ Ok, gì đây? ní học không Ừ. ní học Tiếp. sao ủ họ Sao ủ khó. sao Trang ủ mời Viên học mở mic làm nha. Sao sao hú ủ hả? Nào các bạn ghi vào trong sách của mình nhá. Đây là bài 3 trang 36. Mình ghi vào giúp cô nào. Được chưa? Xong chưa? Nào tiếp tay chia nào. Hai chiên đại chiên Tay chiên. Mình ghi tay chữ tay chiên vào nhá. Ghi vào trong vở cho cô. Xong rồi. Tức là mình làm như và cả lớp đọc nhá. ân Ân. ân Ân. ân Yên. ân Yên. yên yên Yên. quân Quân. Quân. yên Nguyên. 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 Cân. 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 Cẩn. Cân. Cẩn. Cân. Cẩn. Cân. Cân. Điên. Liên. Điện Liên. Liên. điện Liên. điện Liên. 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 xuân Xuân. xuân Xuân. xuân Xuân. Xuân. xuân Xuân. xuân xuân Xuân. xuân Xuân. xuân Xuân. yên Yên. yên Yên. yên Yên. yên yên Yên. Ừ, cô mời từng bạn đọc một nhá. Cô mời từ Phương Anh trước nào. cơn cơn cơn
cần. Cần. Lin. Lín. Lỉ. Lền. Chuẩn. 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 Yuan. Yuan. Yun, ông tròn môi mà con. Yun, nghe nhá. Yuan. Yuan. Yun. Yuan. 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 Yun. Yuan. Yun. Yuan. Đúng rồi, câu mời Phương Anh. Tiếp theo là Hương Giang nào. Văn. Văn. Cần. Cần. Liên. 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 Chuẩn. 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 Yên. 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 Đúng rồi. Câu mời Hà Linh nào. Gan. Chán. Chán. Cần, Chán. cần. Chán. Liên. 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 Chân. 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 Yên. 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 Đợi Uyên nào. Dân. Cân. 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 Cấn. Cân. 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 Lên. Lên. Lệ. Lên. Khôn. Chân. 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 Chuẩn. Chân. Chuẩn là one đấy, chỉ là one nhé. One chuẩn. Chân. Chuẩn. Chân. Yên. 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 Rất là tốt, các bạn đều đọc tốt. Có mấy trang nào. Cần. 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 Lin. 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 Trân. Trắng. Chuẩn. Trân. Trân. Yun. Duyên. 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 Trang cũng đọc rất là tốt. Chúng mình nghỉ một tí nhá. Nghỉ khoảng 4 phút để nghỉ mắt một tí, đi dậy dậy đi lại một chút nhá. Mày nghe Trang 37. Cả lớp sẵn sàng chưa? Quay lại chưa? Trang quay lại chưa Trang? rồi ạ. OK, ở bên thi nha. 一，你叫什么名字？我叫王明。Chọn gì đây cả lớp? Đây Mình tích lên, ạ. mình tích lên màn hình cho cô. Đây ạ. Cả lớp mình nha, cô thấy Phương Anh, Hương Giang rồi. Còn ai? Tất cả đều phải làm. Ừ. Còn Trang.
chăng hôm nay bị ghim. Ok. Rồi, tiếp nha. 二, 你叫什么名字? 我姓马，我叫马小星。 Còn ai chọn nữa nào? Còn thiếu ba cái gạch nữa, ba cái dấu chấm nữa nào? Cô nhưng mà kiểu là trên web cũng làm được cái sao ấy cô à? Bởi vì kiểu nhiều lúc con tải hẳn cái app đấy rồi nhưng mà vẫn không vào hẳn không vào được cái app đấy luôn ấy, con phải dùng web ạ. Thế hả? Thế mày con Vâng. 二，你叫什么名字？ 我姓马，我叫马小星。 接呀。3，今天10月12号，今天是我的生日。祝你生日快乐。哦，没听见啊，再听一遍呀。三，嗯。今天10月12号，今天是我的生日。祝你生日快乐。Bê à? Ừ, con Trang mấy Trang. Rồi, câu B. 四。今天几号？星期几？今天6号，星期三。nào nghe lại nhá. 四。今天几号？星期几？今天6号，星期三。Nào mình tích hẳn ra đừng chấm chấm như thế, tích hẳn ra nào. Đáp số là gì đây? C ạ. Liều hảo, đây là 3 hảo mà. Nếu mà chọn đây là sai rồi đúng không? Xin chi san đây nhá. Rồi, ok, bây giờ chúng mình ôn lại cái bộ. Nào các bạn ghi bộ vào đây cho cô nào, bộ non live ghi như nào đây? Bộ đo dài, viết cho cô bộ đo dài nào. Cô con chiếu lên cam nhé cô nhá. Con thấy cô ạ. Thế còn Trang thì sao? Không ghi bộ thôi, không cần phải ghi cả tên con. Đúng rồi, đao dài đúng rồi. Không không. Hà Linh thì rồi ok. Rồi cô thấy bộ đao rồi. Phương Anh ạ. À? Vâng Bộ ạ. vũ nào, tiếp tục bộ vũ nào. Rồi cô nhìn thấy rồi, Uyên được rồi. Còn Trang thì sao? Cô không thấy Trang làm này. Này, ở Linh nhìn cô nhá. Linh ơi. Ngang trước nhá. Sổ sau. Viết hết ngang đi rồi viết sổ hoặc là viết phẩy nhá. Viết từ trái sang phải mà Trang ơi. Rồi đúng rồi, cô nhìn thấy rồi. Phương Anh. Bộ tâm đi. Bộ tâm đứng đi nào. Đúng rồi. Phương Anh Uyên nhớ bài phết nhỉ. Tâm thì người ta lại viết hai cái giấy này trước rồi viết giữa này sau nhé. Đấy là thói quen.
Còn Ruth with Jimmy bộ miên nào? Đúng rồi. Hết bộ miên đi. Tiếp đi các bộ hết đi nào. Xong hết các bộ thì dơ lên cho cô đi, đỡ mất công. Rồi các bạn còn lại sửa vào trong vở nhá. Bạn chữa xong rồi. Chép vào vở nha. Rồi xong rồi. Ok. Ok. Làm sao viết được cái dấu chấm như cô này thì mới đẹp này. Tì bút xuống nhá. Muốn to thì viết tì bút xuống thì sẽ có nhá. Còn nếu mà nét nhẹ, mỏng ấy, thì mình viết nhẹ bút ra là được. Đó. Được chưa? Nào bây giờ mình sửa nào. Ni hao, ni jiao shenme mingzi? Nǐ hǎo, Ni hao, nǐ jiào shénme míngzi? ni hao, ni jiào shénme míngzi? Ni hao, wǒ xìng ma, wǒ jiào ma da xìng. Nǐ Ni hǎo, wǒ hao, xìng wǒ ma, wǒ xìng ma, jiào ma wǒ da jiào xìng.你叫什么名字？你叫什么叫名什么字？名字？张某没到账。我姓王，我叫王小小小，你读了小小呀？我姓王，我叫王小小。我姓王，我姓王，我叫王小小。小小。王小小，翁丢丢。再见，再再见，再见，再见。那bây giờ, 再cô mời hai nhóm đọc nhá. Phương Anh với Uyên nào. Phương Anh hỏi, Uyên trả lời trước. Nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzi? Nǐ hǎo, Wǒ xìng mǎ. Wǒ xìng Mã chào. Chào. Quá chào. Chín rưỡi mới tan nhá, Trang nhá. Wǒ jiào Mã Dà Xīng. Chào Mã Đà Xin. Tiếp. Uyên, đọc tiếp con. Nghĩ chào chén ma mình dư Wǒ xīng wǎng, wǒ jiào wǎng xiǎo xiǎo. Tài chiến Tài chiến. Bây giờ Hà Linh với Trang nào. Nhưng mà bây giờ họ trả lời theo thực tế nhé. Mình sẽ hỏi tên và họ của mình chứ không phải là đọc bài ở đây được không? Hà Linh hỏi trước đi. Nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzi?我姓任，我叫任格林。再见。
再见。你好，你叫什么名字？现在写对呢。你好，我姓马，我叫马大兴。你叫什么名字？我姓王，我叫王小小。再见。再见。Rồi, rồi, hôm nay mình học được tách 1 rồi, bây giờ mình học tách 2 nha. Mình viết từ mới. Mình đọc trước nhé. Nào, giở sách trang 38 ra nào. Ha. Cả lớp mở mic đọc. Ha. Cô chưa chia sẻ màn hình ạ. À, cô chưa chia sẻ màn hình à? Hả? Vâng ạ. Sẻ. Ok. Chưa được rồi. Cô xem rồi sao nó không ra nhỉ? Được rồi ạ. À, được rồi à? Ok. À.他谁？谁谁谁他是谁？他是谁他是谁？今年，今年岁，岁。他今年几岁？他九今年年几几岁？岁？他九岁。他九岁。岁几岁？他他九岁。他他也也是我的朋友。他他也也是是我我的的朋友，朋友，就朋那，友，就他呀，就那个就他，你比如你俩太特给他，他也是我的朋友，他也是他我也的是我的朋友。友，也有đây nghĩa là cũng đúng không？啊，tiếp nào。多，多，大，多大，大，多大，多大，多大，多大，他多大了？他他多12岁。大了？82 岁了。82 岁了。Tua ở đây là một cái từ để hỏi, ví dụ như là tua ta nghĩa là bao nhiêu đấy. Tha tua ta là cô ấy bao nhiêu tuổi rồi. Tha 12 岁了, cô ấy 12 tuổi rồi. Còn很多，很多很多我有很多朋友。我我有很有多很朋多友，我有很多好朋友。Đúng rồi, bây giờ mình tập viết nhá. À, trước tiên cô mời từng bạn đọc đã, cô sợ các bạn đọc sai lắm. Nào bây giờ cô mời Phương Anh đọc trước nhá. Ta, Tha. ta, sẽ, ta sư sẽ, chi nhánh, xuê, ta chi nhánh, chỉ xuê, ta chịu xuê,他呀，他九岁。ta chịu xuê, ta dễ, ta dễ sư của tất bẩn dậu. Được rồi. Câu mời tiếp theo là Hương Giang nào.
多大？多大？他多大了？他多大了？他多大了？他22岁了。很多。很多，我有很多朋友。rất là tốt. Cô mời Hà Linh nào.他是谁？今年岁？他今年几岁？他9岁。他也我的朋友，他他也也是。是我的朋友。Rồi, ok. Cô mời Uyên nào. Ơ, Uyên bị ao ra này. Trang đọc nào. Trang Hảo. tua chứ sao hảo nào ở đây. Cô ta ta cô ta cô Tha tua ta là ta cô ta là ta sư lo tha không phải là ta nhá, thờ a tha ấy, tha nhá. ta Tha 12 岁了。他他，12岁了，哼。肯，很多，很多，我有很多朋友，我有很多朋友。我有很多朋友，Đúng rồi. Uyên đọc nào Uyên. Uyên ơi, Uyên mở mic đọc cho cô nào. vâng ạ. Đầu tiên là ta Tha. cha xuyến ta sư xuyến Tha sư sợi. ta ta sư sợi Jin nian Sư Sợi. Sui Ta chín niên chỉ sui Ta chiếu sui Ta Tha. Ta Tha không phải là ta đâu nhá. Thờ a tha ấy. Hoa Thích ý. tha dễ tha dễ sư bạn hữu Tua. đùa đùa Tạ. ta đùa ta Tua đà. Tua ta ta tua ta lừa Tha tua đà lờ. Tha ta sử ar tua ta sui lờ. lừa ta sư ơi sư sư lừa hẳn Khẩn. hẳn
很大，很多，很多。我有很多朋友。đúng rồi, ok. Thôi mình chép từ mới vào vở nào. Mình ghi vào vở là gì? Là unit 5 tách 2 nhá. New words 2. Mình ghi là new words 2 chắc là được rồi. Một là tha. Cô vẫn viết thứ tự các nét, các bạn cùng xem trước nhé. Chứ cô viết như này có bé quá không nhỉ? Không ạ. Tha. Cô nghĩ là vẫn viết to ra đi. Tha, ông nói Việt là tha, tha nhân đấy đúng không? Tha là anh ấy, gọi là hi đó. Anh ấy, ông ấy, nói chung. Hi đấy. Hoặc là him. Nó dùng được cả làm tân ngữ nên có khi là him cũng được. Hay là sấy. Y như cô các cái thứ tự các nét này nhá, xong rồi chụp ảnh cho cô. Mình chỉ cần qua khoảng 4 năm cho đến là 10 bài ấy thì là mình sẽ viết đúng nét nhá. Viết từng nét như này. Không viết cả chữ luôn đâu. Xong rồi mai kia sai nét thì lại sửa lại thì mệt lắm. Sấy âm Hán Việt của nó là chùy đúng không? Rồi cô check lại cho nó chắc ăn nào. Thủy hay là thủy, hình như là thủy thì đúng hơn. Đúng rồi là thủy. May quá. Thì nghĩa là hỏi ai đấy. Tha sư sấy. Tha sư sấy nghĩa là gì? Anh ấy là ai ạ? Đúng rồi, tha sư sấy anh ấy là ai? Chín nhén.
今年，今年，nghĩa là năm nay。Chín nén, cô nhớ là bài trước có rồi nên cô không hướng dẫn cách viết nữa nhé. Xuây là tuế. Tuế là tuổi. Tha này thì cũng là gì, là tha, đây là tha nữ thôi đúng không? Cái nào vẫn thế, đây là she hoặc là her đúng không? Nó là cô ấy, chị ấy. Cô ơi, chữ Ơi. nén cô viết lại thứ tự được không ạ? Ok. Để chờ cô một chút nhé. Nén. Nén cô viết sang đây nhé. Cái nét nào mà to, nét nào là bé thì các bạn ghi giống như cô nhé. Cô ấy cũng là bạn của tôi đúng không?
Khẩn ân hàm, âm Hán Việt là gì nhỉ? Khẩn này nó nghĩa là ngận, khấn, hẫn, chả biết là cái gì đây. Nói chung là thôi mình biết nó là rất đi. Từ Hán Việt này ít dùng lắm. Rất. Khẩn tua. Ôi yêu khẩn tôi phở nhậu, tôi có rất nhiều bạn. Tự nhiên mất xe à? Các bạn có nhìn thấy phanh Không xe ạ. của cô không? Bây Có. giờ cũng hết giờ rồi. Bây Đúng giờ ạ. cô gửi cái file này vào trong nhóm, xong các bạn chép lại và vở xong gửi lại cho cô là được nhá. Được không? Vâng. Ừ, Vâng. ok. Chúng mình nghỉ thôi. Cô chào tất cả các bạn nhá. Dạ Thổi chế cô. mà say chia. Dạ cô ạ. Ừ. Dạ. Chào. Say chia.